Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại lên bản các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ quay một bữa cơm hàng ngày của người dân bản địa ở nơi đây nhé. Xem họ ăn như thế nào nhé. Và tôi cũng ăn cùng với gia đình luôn. Ra là đây là nhà ông anh của tôi ở trên bản. Đó. Vậy hôm nay tôi lên đây và tôi ăn ở chung sống giống như ở người dân ở trên này nhé các bạn nhé. Đây là cô cháu gái đang chuẩn bị bữa cơm trưa, các bạn gọi bữa trưa cơm chiều ấy, đang rửa cái mâm. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi chơi một vòng với các em nhỏ cũng như là dân bản đây nhé. Nào à, lớp mấy rồi? Ai học lớp mấy rồi? Hả? Lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1 á? Anh Yên kia. Ôi, 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 ôi. Thế nó rơi. Nhè. Nó á? Đấy các bạn ạ, trẻ con ở trên này thì cứ như thế này thôi. Đấy, hàng ngày cứ đi chơi loanh quanh như này thôi. Chả có trò gì. Các cháu cứ đi chơi loanh quanh xong lại về nhà. Rồi, trong thời gian chờ cháu làm cơm cũng như là gia đình làm cơm thì mình đưa các bạn đi ra đây ngắm một chút phong cảnh ở đây nhé. Đây có một cây đào to lắm các bạn ạ. Cây đào này cây đào cổ thụ ấy. Đấy, hoa đã nở rồi. Đấy, sắp đến Tết rồi đấy. Đây rồi, giới thiệu với mọi người, đây chính là cái mèn mén để chuẩn bị nấu cơm mèn mén nha các bạn nhé. Đây, cháu đang dấp nước để chuẩn bị nấu cơm mèn mén, hay gọi là cơm ngô đấy, nấu mèn mén. Đang dấp nước cho nó ướt và sàng cho nó nhỏ đi, làm mất nhiều công đoạn lắm. Nấu mèn mén thì tôi có một video tôi hướng dẫn các bạn nấu mèn mén rồi nhé. Và đây tôi sẽ quay trực tiếp người dân ở trên này nấu mèn mén nha các bạn nhé. Đang sàng. Làm hôm nay nhà nấu nồi rất là to đấy, để ăn cả ngày mà. Có khi ăn sang cả ngày mai đấy các bạn ạ. Vậy nấu rất là nhiều luôn. Cái video trước tôi hướng dẫn các bạn nấu mèn mén ấy thì thực ra nhà tôi không có cái sàng như này này các bạn ạ. Đấy, đây mới là cái sàng chuyên dụng để nấu mèn mén này các bạn ạ. Đấy, hôm trước tôi lấy cái lồng bàn về sàng nó không được nhỏ đâu các bạn ạ. Đấy, nó phải có cái sàng chuyên dụng này này. Sàng này nó mới nhỏ và xoa nó mới được thoải mái. Còn lấy cái lồng bàn xoa nó yếu, nó mềm ấy, nó doãn ra, nó to. Nên là khi sàng nó vẫn bị lọt các cái hạt to nó xuống. Đấy. Phải có cái sàng này cơ thì nó mới nhỏ các bạn ạ. Đấy. Bạn nào muốn ăn mèn mén thì lên vùng cao nhá. Vùng cao thì chỉ có cơm mèn mén thôi. Đấy. Bạn xem này. Đang sàng mèn mén. Cháu này có lẽ là nấu nhiều nên là cháu làm rất là nhanh và sành sỏi. Đấy, cho vào nồi đấy. Cái này sao khô đấy. Hơi khô.
Thế là tăng có đây, như vậy là công đoạn cho vào nồi đã xong và bây giờ chỉ chờ khi nước nó sôi lên xong lại bắc ra nhé các bạn nhé. Đấy, tí bắc ra tôi sẽ quay tiếp. Đấy, bây giờ là cái nồi mèn mén đã sôi và bốc hơi lên rồi, bây giờ lại phải bắc ra và lại tẩm một lần nước nữa các bạn ạ, xong lại cho vào. Đấy, nấu mèn mén là phải qua hai bước như vậy các bạn nhé. Đấy, bây giờ là phải bắc ra. Đấy, xong lại cho vào. Đấy, cho vào xong rồi đun tiếp các bạn. Thì mèn mén nó mới mềm mới ngon được. Còn chúng ta mà không nấu hai lần như này thì mèn mén nó sẽ khô và cứng các bạn ạ. Ăn nó rất là khó, nó không ngon. Rồi, như vậy là sau một thời gian nấu thì mèn mén đã chín rồi nha các bạn nhé. Đây chính là một nồi mèn mén đã được chín nha. Bây giờ chỉ việc sới ăn thôi. Rồi, tí chúng ta sẽ xem bữa cơm ở trên bản nhé. Bây giờ xem các anh đang làm cơm, làm rau đó. Đây là món đậu phụ nhà khác làm đấy nhỉ. Cứ thế này là ăn có phải rán không anh? Không cần rán à? Bây giờ là ăn được luôn rồi à? Bây giờ ăn được luôn, chín rồi cái này. À. Giờ mình chấm, có lúc chấm được cái này muốn ăn được mà. Làm thế à? Chín rồi. Chín xong rồi đấy đúng không? Làm một tí đi luộc, ăn. Bây giờ em đi luộc à? Đi luộc rồi. Trần qua à? Đi luộc thì nó mốc phải ăn. À. Cơm rồi. Ừ, ăn đi. Yeah. Trẻ con thấy đông lắm mà. Đi đâu hết rồi? Nó không ăn à? Đi về nhà. Nó ngại hả? Cá chị cá. Tất cả mèn mén ra cho vào một âu ăn chung à. Rồi, như vậy là sau một thời gian thì bữa cơm chiều đã xong rồi các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bữa cơm chiều với lại chúng tôi và gia đình anh chị của tôi nhé. Đây, một bữa cơm ở trên bản là chỉ có mèn mén và đậu phụ. Đấy, đậu phụ luộc và đậu phụ rán và cơm ngô canh rau cải nhé các bạn nhé. Đấy, lại nước chấm ớt. Cơm ngô mà mèn mén. Rồi, mời các bạn ăn cơm cùng với gia đình nhé. Cơm ngô còn gì nữa. Rồi, xin chào các bạn nhé. Như vậy là tôi đã review toàn cảnh một bữa cơm ở trên bản cho các bạn xem nhé. Đấy, bây giờ cũng là chiều tối rồi, bây giờ cũng vào 8-9 giờ tối rồi. Và tôi
chuẩn bị đi ngủ thôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ ngủ lại đây một đêm. Và ngày mai thì tôi sẽ về chắc tầm 9-10 giờ sẽ đi về thôi. Đó. Rồi, bây giờ tôi xin phép đi ngủ đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Và các bạn thấy video của tôi hay thì nhớ like, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh giúp tôi nhé. Rồi. Đấy, lên bản ngủ như này đây các bạn ạ. Đấy, nhà trình tường đây này. Đấy. Rất là lạnh. Nhưng mà ở trên này được cái nó không có muỗi các bạn ạ. Đấy. Trời lạnh nên không có muỗi các bạn ạ. Nên là cứ ngủ không có màn nhé các bạn nhé. Ngủ không cần màn luôn đấy. Đấy. Rồi, chào các bạn nhé. Đi ngủ đây.